Rồi, ok, xin chào các bác. Thì cái vấn đề về pin trên điện thoại LG ấy, thì gần đây ấy, các bác lại tranh luận khá là gay gắt. Thì trước đây em cũng có làm rất nhiều cái clip về pin trên LG rồi, nhưng mà nó cũng đã lâu rồi và có thể thông tin nó cũng chưa chính xác hoàn toàn. Thì nay tiện có cái con V30 đây, thì em sẽ hướng dẫn các bác là test cái pin trên con V30 như nào thì cho nó chuẩn các bác nhé. Thì không chỉ riêng về LG đâu mà những cái hãng điện thoại khác như kiểu Samsung hay là Apple thì người ta cũng kiểu kiểu như vậy thôi. Ở bên iPhone ấy thì người ta có hẳn cái chỗ để các bác nhìn được, đó là còn bao nhiêu phần trăm pin ấy, cái độ chai của nó ấy. Nhưng mà như cái em tìm hiểu được ấy thì là cái phần trăm pin trên iPhone thì nó cũng chỉ là để các bác tham khảo thôi, và hoàn toàn có thể là nó có thể là làm giả được cái các bác. Ví dụ như là cái pin đang còn 70-80%, người ta có thể làm một cái thủ thuật gì đó, người ta có thể kích lên gần 100% được, chín mấy phần trăm được các bác nhé. Cho nên là thực sự là nếu mà chỉ nhìn vào cái thông số đấy thì nó vẫn chưa phải là chắc chắn đâu. Có, nhưng mà có điều là nếu như mà có cái thông số để nhìn thì nhiều khi các bác vẫn 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 thích hơn, là vì khi mua máy thì các bác cũng chưa chưa dùng được mà, đúng không? Thì các bác phải có cái thông số đấy để các bác nhìn, thì các bác sẽ thấy là ừ thì cái máy mình sắp mua này nó còn pin bằng đấy, còn về thì các bác dùng thế nào thì sau đấy mới biết được đấy. Thì bên LG cũng thế nhé, LG cũng có chỗ để mà các bác kiểm tra được pin. Thì nó chỉ áp dụng cho cái Android từ Android 10 trở xuống các bác nhé, còn từ Android 11 trở lên ấy, thì cái phần đấy LG người ta lại cắt đi rồi. Thì không hiểu sao người ta cắt đi, thì có thể là nó không chính xác hoàn toàn, hoặc là vấn đề gì đấy thì em cũng biết, nhưng mà theo cái cá nhân em ấy, thì là nó cắt đi cũng hợp lý, tại vì nó không hoàn toàn là nó không chính xác mấy. Tuy nhiên là có máy thì chính xác, có máy thì không chính xác, nhưng mà đa số là không chính xác. Thì tí nữa em sẽ giải thích cho bác luôn. Thì đây, em đang có một cái con V30 chạy Android 8 thì phải đây, và em sẽ vào cho các bác cái phần phần test đấy nhé. Thì đây, cái con V30 này em đã cắm sạc này, và em đã cắm sạc khi mà lên được 100% rồi, em đã để đấy cả 30 phút luôn. Thì bây giờ em rút nó ra các bác nhé. Đấy, coi như là kiểu nó bị sạc nhồi thêm 30 phút ấy. Thì ở cái Android 10 trở xuống nhé, thì các bác vào cái lệnh của nó thôi. Thì cái lệnh ấy, các bác nào không biết lệnh thì em sẽ để ở phần mô tả nhé. Các bác vào cái lệnh này: sao thăng 5, 4, 6, 3, 6, 8, thăng sao. Thì cái mã máy của bác nào là mã máy gì thì bác nhập vào thôi. Như mã máy con V30 là 300. Đó, con nhập vào thôi. Đấy, thì khi vào vào được vào đến đây nhỉ, anh mạch lại đầu nhá, em đang vào trước rồi đây. Thì nó sẽ như này, thì các bác vào phần SCV menu này. Thì cái phần SCV menu này nó không phải là máy nào cũng có, máy version với cái máy mấy cái máy như máy version máy gì đấy nó không có đâu, máy T-Mobile thì có đấy, nhưng các bác cũng không phải là quá ngạc nhiên nhé. Đấy, thì các bác vào phần pin này, battery test này. Đấy, thì đây các bác nhìn thấy không? Mấy cái phần dưới này thì cái phần cuối cùng này nó gần như là cái máy nào nó cũng báo good thôi các bác ạ. Còn cái phần battery cycle này thì nó là cái chu kỳ sạc pin ấy, cái như kiểu con này là sạc được 4 lần này. Đấy, thì cũng các bác cũng có thể là thấy là cái chu kỳ sạc pin này càng ít thì càng tốt. Đấy, tuy nhiên ấy thì là nhiều khi cái chu kỳ sạc pin này em cũng không hiểu là nó tính theo kiểu gì, có phải tính từ 0% lên đến 100% thì là một chu kỳ không thì em cũng biết, nhưng mà nó cũng tính lòng ngoằng lắm các bạn. Tại vì em dùng có nhiều con ấy, em dùng cả mấy mấy tháng trời mà nó cũng chả lên cái battery cycle này, cho nên là cái này nó cũng chỉ để tham khảo thôi các bác nhé. Đây, các bác vào cái phần đầu tiên này. Đấy, phần đầu tiên này thì các bác nhấn vào cái chỗ tích chỗ này đấy, và các bác chờ một tí. Đấy, chờ một tí thì đây nó sẽ ra cho các bác là một cái dãy tùm lum hết đây. Thì các bác không cần quan tâm những cái trước này, các bác chỉ quan tâm đến cái phần dòng cuối cùng này thôi. Và theo thì cái dòng cuối cùng này nó sẽ có hai phần nhé, phần trước và phần sau. Phần trước gọi là sạc thô này, còn phần sau ấy nó là sạc full nhé các bác nhé. Đấy, thì cái phần sau này này, cái sông rua sau này, nó là các coi như là bỏ bỏ ba cái số đằng sau đi nhé, tại vì nó dài quá thì coi như bỏ ba số đằng sau đi. Thì cái chỗ này là 3312 đúng không?
3310, 3312 đúng không? Coi như bỏ số sau đấy nhá, tại vì nó dài quá em không không muốn nói thôi. Thì như cái thông tin của cái con V30 này thì là cái viên pin của nó có dung lượng là 3300. Thì cái phần mềm này nó đã thống kê cho mình à, đúng là 3 phần đúng là 3300 12 thật, có nghĩa là pin đang là đủ, pin đang còn, bác có hiểu nôm na nó là pin đang còn đủ, gần như là một phải là hơn 100%, coi như là cục pin này là 100% nhé, coi nhé. Đấy, bác em đang nói cái số đằng sau thôi nhé nhé. Đấy, thì các bác hiểu đơn giản này, tại vì nó có nhiều khái niệm mà nhiều anh em khác cũng đưa ra, nhưng mà em sẽ giải thích một cách đơn giản, đó là cái số này nó càng gần đến cái số mà hãng sản xuất thì người ta đưa ra cái con số pin cho chúng ta biết đấy. Ví dụ như con V30 này, hãng công bố là pin là 3000, 3300, thì cái con số này nó càng gần đến cái số đấy thì là cái độ cháy pin của nó thì càng ít nhé các bác nhé. Đấy, các bác hiểu đơn giản như vậy nhé. Còn nhiều khi ấy, các bác thay cục pin khác nhé, mà nó không có đủ cái dung lượng này thì nó sẽ báo là thấp hơn nhé các bác nhé. Hoặc là các bác nếu như mà các bác thay cái viên pin mà có dung lượng cao hơn thì có thể cái này nó lại báo cao hơn đấy, nhưng mà mình phải căn cứ vào cái thông số gốc mà hãng đưa ra. Ví dụ con V30 này nó là 3000, à quên 3300, thì đấy đơn giản nó là càng gần cái thông số gốc đấy thì là máy càng ít cháy pin nhé các bác nhé. Đấy, còn đây là cái phần sau nhé, còn cái phần trước nhé, còn cái phần trước cái dấu gạch này thì là các bác nhìn thấy không, nó đang là ba, em cũng bỏ bỏ ba số không, bỏ ba số cuối đi nhé, thì nó đang là 3360 đấy, thì nó còn cao hơn cả cái phần phần sau nữa. Thì cũng nghĩa là tại vì vừa rồi là em sạc đầy nó xong rồi em lại đây đang 100% này, em sạc đầy nó xong rồi em lại sạc nhồi tiếp thì nó cứ tích, cứ như là nó nhồi lên một chút, thì đây là chuyện bình thường các bác nhé. Còn nhiều bác ấy lại cứ nghĩ là cái phần trước này này nó còn bao nhiêu thì là so sánh với cái đằng sau ấy, à có so sánh với thông số gốc ấy, thông số của nhà sản xuất là 3300 ấy, thì các bác lại nghĩ là cái đằng trước này nó là cái số pin còn lại, và nếu mà thấp hơn ví dụ còn 2000 thì có nghĩa là cái cục pin này, cái máy này nó đã cháy pin rất là nhiều rồi, thì hoàn toàn là không phải nhé. Cái đằng trước này nó chỉ là tương ứng với cái tỷ lệ phần trăm pin ở trên một con điện thoại này, ví dụ như trên đại LG này, đấy cái chỗ này cũng thế thôi, điện chỗ khác cũng thế thôi, nhưng các bác điện thoại khác cũng thế thôi nhé. Nó nếu mà có hai cái thông số này thì cái số trước này nó sẽ tỷ lệ với cái dung lượng pin, cái phần trăm pin này đang có này. Đấy, thì tại sao em nói thế, tại vì bây giờ thì các bác đang thấy 100% đúng không, thì nó đang là 3358 này, nó tụt dần này, bác thấy không, nó sẽ giảm dần nhé, cái số phần trăm pin này nó sẽ giảm giảm dần, thì cái này nó cũng sẽ giảm dần nhé các bác nhé. Đây em sẽ chứng minh cho bác luôn, đây để em bỏ đây phải trước này. Thì tại vì nhiều bác ấy chỉ đưa ra cái này xong rồi các bác cũng chẳng chẳng đưa ra được thêm những cái bằng chứng khác, dẫn đến là rất là lo ngoài. Đây đây còn test hai này để em copy sang một lượt, tại vì đây em đã ngồi cả một ngày ngày hôm nay để em test cho các bác đây. Thì đây các bác thấy không, thì đây khi mà còn 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 91% này, 91% này, đây các bác nhìn không, 91% thì cái dòng cái số đấy, để em thấy cái bút chỉ cho nó dễ, đây có thấy không, khi mà còn 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 91% này, đây cái như cái này, như cái này nhá, đây các bác thấy không, nó là 91% này, 91% thì cái số đằng trước này, cái số sau nó vẫn giữ nguyên các bác nhé, câu sau giữ nguyên vì nó đã thống kê được bằng đấy rồi thì nó cứ giữ nguyên bằng đấy thôi. Thì cái số sau này, à số trước này nó đã giảm xuống nhé, còn 2968 thôi. Đấy các bác thấy không? Ở cái mức pin là 91% nhé. Đấy. Và tiếp theo em test nữa này, khi mà mức pin nó giảm xuống 81% này, 81% này, thì cái đằng trước này nó đã giảm xuống 2608 rồi. Đấy các bác thấy không? Tiếp theo nữa là đến đến 68% này. Đấy, cái này xuống giảm xuống còn 2231 này. Đấy, thấy không? Tiếp theo nữa này, giảm xuống 56% pin này. Đây, cái này chỉ còn khoảng 1876 này. Đấy.
Đây, và gần đây nhất là còn 7%, 7% này, 7% pin này thì nó đã giảm xuống là còn có 300, 376 thôi. Đấy, 376 thôi. Đấy, nó không còn được 4 số nữa, còn lại 3 số thôi. Đấy, cho nên các bác phải hiểu đơn giản, nó nghĩa là cái đằng trước này, cái số đằng trước này nhá, cái số đằng trước này nó sẽ tỷ lệ với cái số phần trăm pin, ok chưa? Số đằng trước nó sẽ tỷ lệ với phần trăm pin, thì nó tỷ lệ theo kiểu nào, nhiều bác sẽ tính được cái số phần trăm ấy. Nhiều bác đang tính dùng cái công thức tính phần trăm, các bác tính là 7% của cái này xong rồi so với cái này ấy, thì nó sẽ không chuẩn hoàn toàn như vậy đâu, mà nó tính theo kiểu gì thì em hoàn toàn em cũng không biết, và em nghĩ là chẳng ai hiểu được cái quy luật tính ấy của nó đâu. Cho nên các bác hiểu đơn giản đó là cái này nó chỉ là cái tỷ lệ với cái phần trăm pin thôi, còn cái quan trọng nhất là vẫn là cái số sau này nhá anh nhá, cái số sau này này, cái số sau này này, cái số sau này mà càng cao, càng gần với cái thông số nhà sản xuất đưa ra ấy, thì là càng ngon, tỷ lệ cháy pin càng ít. Đây theo lý thuyết thôi nhá, nhưng mà đây ví dụ như con máy em đang dùng đây, con máy V30 đang dùng đây đúng không? Con này nhá, con này là coi như là pin là 100% rồi nhá, nếu như theo lý thuyết thì là pin 100%. Đấy. Và em sẽ đã so sánh nó với những cái phần mềm khác như đây. Em có tải cái phần mềm kiểu quốc dân này các bác hay dùng này, như kiểu Acupin này. Acupin thì đây. Acupin này thì là khi các bác muốn tải về nhé, tải về các bác phải xả cái, các bác phải dùng máy đi, dùng máy để xuống đến dưới 15% và các bác lại tà sạc sạc nó lên 100% thì nó mới hiển thị ra cái hiệu suất này các bác nhé. Thì đây, như cái Acupin này, Acubetter này, thì nó thống kê cho mình đây thì là cái dung lượng là nhà thiết kế là 3.300 đúng không? Thì cái dung lượng ước tính như này, nghĩa là cái phần mềm nó ước tính này được ấy, thì là 3.158, thì nó đã gần với cái số 3.300 rồi. Có nghĩa là nó thống kê là con này còn pin còn khoảng 96%, có nghĩa là đã chai 4%. Đấy. Các bạn nhận thấy nhận không? Nhưng mà so sánh với cái phần mềm gốc của cái con V30 này thì nó là 100% cơ mà. Đấy đúng không? Thì cái giữa hai phần mềm nó đã sự khác nhau rồi nhá các bác nhá. Đấy, và đấy là một phần mềm này. Và tiếp theo một phần mềm IDA64 này. Các bác vào phần pin này. Thì đây, các bác cũng sẽ thấy được này, nó đã thống kê này, 3.300 thì cái số 32 3223 này nó cũng chỉ là cái số tương ứng với cái phần trăm pin ở đây nhá, phần trăm pin ở trên này đấy, chứ không phải là các bác nhìn thấy 3.223 ấy, là các bác cũng bảo là nó đã thấp hơn cái này một chút rồi đấy, hoặc là các bác cũng tính như thế cũng được, nếu mà tính như thế cũng được đấy, thì nó cũng sẽ là hơi tương đối một chút, nhưng mà nó cũng có thể tính như vậy được. Nhưng mà càng giảm cái phần trăm này càng giảm đi thì cái số này nó sẽ, cái số 3222 này nó sẽ giảm đi nhé. Thì các bác có nghĩa là nếu như bác dùng phần mềm này, các môn test pin ấy, thì là các bác cứ sạc đầy 100% và xem nó cái số này nó lên được bao nhiêu đấy, nếu mà lên được sát cái số này thì là càng ok đấy, theo lý thuyết nhé. Rồi còn theo một cái phần mềm nữa là phần mềm này thì cũng có, họ cũng không đưa pin đây, thì đây nó cũng tương tự như cái IDA64 kia thôi đấy, và nó cũng thống kê được là nhà sản xuất là 3.300 và bộ đếm sạc này là có nghĩa là cái nó tương ứng với cái phần trăm pin ở trên này này đấy, thì là 3.229 2.219 đấy. Đấy thì theo lý thuyết thì là như vậy đấy, nhưng mà thực tế sử dụng con pin này thì sao, thì các bác biết rồi, con máy này nó ra được 6 năm rồi đấy, em không tính nhầm thì nó là 6 năm rồi, thì cái cục pin trên anh con này thì vẫn còn khá là tốt nha các bác nhé. Không không phải là nó tốt hẳn rất quá, nhưng mà nó vẫn còn dùng khá là ổn. Đây ví dụ như em vừa vừa test cái số đấy, và em vừa test cái tốc độ tụt pin của con này, thì ở cái mức độ là em chỉ xem YouTube thôi nhé, xem YouTube này, thứ nhất là độ sáng là tầm khoảng, à đây là âm thanh này, âm thanh sẽ tầm khoảng 90% này đấy, và độ sáng này, độ sáng tầm khoảng 60% này. Đấy là em có test, em sẽ có lưu lại nhé. Thì đây các bác nhìn đây này, từ từ 8 giờ ở đây, từ 18 giờ 36 này đấy, xuống đến tới 20 giờ 20 20 giờ 10 thì là 18 19 18 19 20 thì được khoảng tầm gần 2 tiếng đi, coi như là gần 2 tiếng nhé, gần 2 tiếng thì nó sẽ tụt từ, các bác tính thì em không không tại vì không có máy tính đây em không không rõ, nhưng mà nó tụt từ 91% xuống xuống đến 80%.
Đấy, vậy là coi như là có tính tiếng rưỡi đi, thì là nó tụt từ từ 91 xuống 81%, nghĩa là mất 10%. Đấy, và tiếp theo nhé, từ 9 từ 8 giờ 10 xuống đến đây một xuống đến 9 giờ 17, coi như một tiếng sau nhé. Một tiếng sau là từ tụt từ 81 xuống đến đến 68 này. Đây, số này gọi nguồn đây coi như nào. Từ 81 xuống 68 này. Đấy, thì từ 81 xuống 68 thì các bác lại mất đi khoảng 13%, đúng không? Đấy. Đấy, cho nên nó cũng cũng một tiếng thì mất tầm khoảng 13%, cái chỗ đằng trước thì lại lại ngon hơn. Đấy. Và từ 21 giờ 17 này xuống đến 21 giờ 22 giờ 16 này, lại sau một tiếng nữa thì nó tụt từ từ 68 nha. Đấy. Rồi từ 68 xuống đến 56 lại mất 22% nữa. Đấy, có nghĩa là cứ con này là tầm một tiếng xem YouTube là mất khoảng 12 đến 13%. Đấy. Thì các bác tính đi, các bác nghĩ các bác theo kinh nghiệm của bác thì các bác nghĩ pin như vậy nó là tốt hay là xấu, hay là cao hay là thấp, thì theo như cái kinh nghiệm của em nhé, pin như vậy là nó hơi yếu rồi đấy, nó hơi yếu rồi, tại vì chỉ xem YouTube tầm một tiếng mà mất đến 12 13%, thì là nếu mà theo các bạn đánh giá thì nó là hơi yếu, em cũng có thể đánh giá nó hơi yếu. Nhưng mà đấy các bác thấy không, cái phần mềm thì quản lý thì là báo là pin là đang 100%, đúng không? Đấy, phần mềm thì đang báo pin đang 100%. Đấy, thì các bác nghĩ là cái phần mềm này nó có chính xác hay không? Nếu như pin nó đang còn 100 như thế này, 100% như thế này. Nếu như pin nó còn 100 này mà cái thời lượng sử dụng thực tế nó được như vậy thì nó có xứng đáng không? Nó có tương ứng không ấy các bác? Đấy, thì cho nên là cái này nó cũng chỉ là một cái để mà mình, nếu mà đang ở Android 10 trở xuống thì các bác có thể là vào đây để tham khảo cũng được. Nhưng mà hoàn toàn là nó vẫn hoàn toàn là không hề chính xác. Đấy. Không phải là gì em, vì em chắc mỗi con này mà em biết những điều đấy đâu, tại vì cũng có nhiều con khác mà em kiểu em bán rồi, em không còn để test thôi, thì nhân có con này đây thì em làm ví dụ như thế thôi, cho nên các bác có hiểu đơn giản thế này này. Tất cả phần mềm nó chỉ là phần mềm, nó hoàn toàn có thể fix được, hoàn toàn có thể là thợ hoặc là những người thợ cao tay người ta hoàn toàn có thể can thiệp vào được đấy. Cho nên là đúng là có thông số để các bác tham khảo, để các bác đối chiếu thì nó vẫn là ok hơn, vẫn là có cái để các bác tham khảo thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà các bác lại cứ quá tin vào cái thông số đấy thì hoàn toàn là nó không 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 phải là cái chính xác đâu, không chính xác hoàn toàn đâu. Nên các bác cũng đừng quá tin vào những cái phần mềm, như kiểu kể cả phần mềm gốc của LG đây và những cái phần mềm kiểu như này. Đấy. Cái phần mềm em cũng nói rất nhiều lần rồi, nó có thể đúng với cái máy này, đúng với máy kia, hoặc là nhiều khi là anh em biết cách để mà sử dụng hoặc gì đấy, nói chung anh em là mà rành hơn ấy, thì có thể anh em sẽ test được. Nhưng mà theo em thì là những người dùng bình thường như chúng ta thì nó vẫn chỉ để tham khảo thôi, và hoàn toàn là các bác không thể là lấy cái bảo chứ về tôi test nó sẽ còn có 80 70% thì là như nào đấy, thì là nó cũng hơi khó cho ví dụ như bảo hành hay gì đấy, nó cũng hơi khó. Và các bác cũng muốn test cái thời gian thực tế của muốn test cái viên pin của mình ấy, như nào, thì hoàn toàn các bác vẫn phải dùng thực tế thôi, bác dùng thực tế như những app như thế nào, những độ sáng như thế nào, để độ phân giải màn hình như thế nào, tần số màn hình, tần số quét màn hình như thế nào, rồi bác dùng có chơi game hay không, rồi các bác dùng wifi hay là 3G đấy, tất cả những yếu tố đấy nó đều ảnh hưởng đến pin hết thôi nhé. Dùng wifi nó sẽ đỡ tốn pin hơn là 4G đấy, để màn hình vừa giải cao nó sẽ tốn pin một chút, rồi để màn hình đen ấy nó sẽ đỡ tốn pin một chút. Đấy, nó rất nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến pin. Cho nhiều khác nhiều bác cứ chưa chưa thấy pin yếu xong là bắt đầu là than thở, nhưng mà chả biết các bác dùng kiểu gì, chứ nhiều khi anh em cũng không thể tư vấn được đấy. Cho nên các bác muốn biết pin của mình như nào thì các bác dùng ví dụ như xem YouTube, cụ thể sẽ xem YouTube thôi. Trong vòng thời gian bao nhiêu đấy, độ sáng bao nhiêu đấy, dùng 4G hay 3G hay là wifi đấy, thì các bác thống kê kiểu như vậy thì nó mới dễ để mà anh em phán xét được. Chứ bây giờ các bác dùng tràn lan, các bác dùng vô tội vạ, hoặc là máy các bác vừa mới khôi phục cả gốc thì nó đang là tải cái này tải cái kia, thì nó hoàn toàn nó sẽ chưa thể chính xác được các bác nhé.
Rồi ok, thì nói chung chém gió nó hơi dài nhưng các bác, nhưng mà có một vấn đề đơn giản thôi, nhưng mà chém gió có thể nó hơi dài, các bác cũng hết sức thông cảm nhé các bác nhé. Rồi ok, chào các bác.